chào mừng anh em đã đến với kênh uh, sửa xe máy của mình. ở buổi sáng hôm nay thì mình lại nhận được hai cuộc gọi đến từ uh, uh, chú Tiến, chú Tiến ở chợ quán, thôn Đông Quan, huyện xã uh, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Uh, chú có tâm sự là chú năm nay là 60 tuổi rồi, nhưng mà chú xem là các cái video của mình làm về các cái chức năng của máy mô tô can-táp và chú có xem nhiều các cái video của những cái dòng máy khác nữa, nhưng mà chú thấy mấy, máy máy mô tô can-táp rất chi là tuyệt vời các chức năng rất chi là tuyệt vời nên là chú quyết định là chú uh, uh, đặt bên mình một bộ máy mô tô can-táp phiên bản mới nhất là V2.3 chú có tâm sự là chú năm nay 60 tuổi rồi nhưng mà chú vẫn thích là chú đặt một bộ về để chú làm việc cho nó thuận tiện hơn vì là cái máy mô tô can-táp này nó phù hợp nhất với những người chưa biết gì về FI anh em nhá còn những anh em thợ mà đã chuyên nghiệp về FI rồi thì càng tốt còn những anh em thợ nào mà chưa hiểu biết về chưa hiểu biết gì về FI thì anh em cũng không lo có máy nó sẽ hỗ trợ các anh em à, Và tiếp theo khách hàng tiếp theo là anh Thắng Anh Thắng anh ở thị xã Hoàng Mai Nghệ An Thì anh đang trên đường đến nhà mình rồi anh em nhá Như vậy là buổi sáng thì anh có gọi là Anh để mình gửi cái định vị vào Zalo cho anh Và anh sẽ đi theo cái định vị Zalo Thì anh đi từ buổi sáng anh ở uh, Anh Thắng ở thị xã Hoàng Mai Nghệ An Thì uh, cách nhà mình khoảng độ uh, uh, vài chục cây số thì khả năng là buổi trưa hôm nay thì anh ấy sẽ tới anh thắng sẽ tới nhà mình và sử dụng máy và chắc chắn là anh cũng phải lấy một máy luôn thôi đấy thì ngày nay thì đối với những dòng máy mô tô phiên bản mới nhất hiện nay thì là hầu như là tất cả những anh em thợ từ những anh em chuyên nghiệp um, chuyên sâu về hệ thống phun xăng điện tử đến những anh em chưa biết gì về hệ thống phun xăng điện tử thì các anh cũng đều mua máy mô tô rất chi là nhiều anh em nhá vâng ạ như vậy là anh em thấy được là cái máy mô tô táp mình đã làm cho anh em rất nhiều cái chức năng à, mình đóng vai một người chưa hiểu biết gì về điện fi khi mà xe hệ thống phun xăng điện tử báo lỗi thì là cái máy này khó nhất là cái máy này làm cho anh em rồi anh em nhá vâng ạ và khi mà cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em chọn đời luôn một số anh có hỏi là À, sau khi mà cung cấp máy cho các anh thì à, à, cung cấp máy xong rồi thì có hỗ trợ cho các anh hay không thì nhà mình rất chi là hỗ trợ anh em nhé anh em đừng lo có một số các anh là cứ lo là sau khi mình cung cấp máy rồi thì à, sau là mình không hỗ trợ nữa hoặc là khi mà anh em nhiều anh em chưa hiểu gì về FI nhiều thì trong sự lúc mà sử dụng máy thì anh em chắc định là phải gọi đến cho mình rất chi là mình là nhiều thậm chí một một ngày anh em đi gọi cho mình đến chục lần như vậy thì uh, sợ là mình lúc đó anh mình anh em gọi cho mình nhiều quá rồi lúc đó mình cáu nhưng không, không có đâu anh em nhá. Vâng ạ, nhà mình rất chi là có tâm với khách hàng và cũng không có gì là khó khăn cả khi các anh em gọi đến thì cứ giúp đỡ anh em đi. Thì anh em cứ giúp giúp đỡ anh em đi anh em làm được việc đi. Anh em đồng nghiệp làm được việc thì mình cũng rất chi là vui và mình cũng chẳng thiệt gì cả anh em nhá. Thì lúc đó anh em càng quý mình hơn thôi chứ không có gì mà mình phải cáu gắt gì cả. Mà anh em trong cái lúc sử dụng máy có vấn đề gì mà anh em cứ gọi cho mình Mình rất chi là sẵn lòng giúp đỡ cho anh em Thì ngày nay thì anh em Tất cả những anh em thợ sửa chữa Xe máy toàn quốc thậm chí là Các anh em thợ ở bên các nước um, Lân cận Thì là đặt những chỗ, bên mình những cái bộ máy can-táp rất chi là nhiều Hầu như hàng nhà mình khi nào cũng Ngày nào cũng đi ngày Ít nhất là phải một bộ mà nhiều nhất là phải 3 đến 4 bộ Một ngày anh em nhá Vâng ạ và có những lúc mà mình có thời gian thì mình À, quay video cho anh em được nhưng có những lúc là không có thời gian thì mình lại cũng không quay được những cái lúc mà mình xuất xuất hàng đi nên là rất chi là, 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 là nhiều hàng mình đi từ đến các bạn à, mới học trong trường ra mới có hai mấy tuổi thôi hơn hai chục tuổi thôi thì các anh cũng đã sắm Mua tô gắn tháp đến như chú tiến đây năm nay chú 60 tuổi rồi đầu tiên thì mình gọi điện thoại là mình chúc mừng anh nhưng mà xong rồi mình mới hỏi ra thì mới biết là chú 60 tuổi rồi thì lại mình lại phải đổi xuống ngô bằng chú anh em nhá. Và cái chú Tiến này này thì cũng từ một tình cờ là chú nó xem trên mạng và chú nó xem cái video của mình rất chi là lâu rồi. Nhưng mà cái hôm đó chú nó xem một cái video của mình là mình gửi máy đi cho anh Khởi ở Lý Nhân, Hà Nam. Thì nhà cái anh Khởi đây lại cách nhà chú Tiến khoảng độ tầm năm cây số, 4 đến 5 cây số. Thì khi mà chú Tiến chú nó xem video của mình lâu rồi mà tự nhiên chú lại thấy mình làm video gửi cho anh Khởi ở Lý Nhân Hà Nam thì thấy là cái địa chỉ ở cái thôn đấy thì nó gần quá nên là chú xin mình số điện thoại của anh Khởi nên là chú đến tận nhà anh Khởi và chú xem máy và chú dùng thử vì mình gửi cho anh Khởi anh Khởi nhận được hàng cái thì anh Khởi điện cho chú đến luôn thì chú sử dụng máy thì chú thấy là rất chỉ là dễ dùng nó thích quá nó hiện đại quá đối với chú chưa biết gì về FI mà chú vẫn làm được việc nên là chú gọi cho mình và đặt luôn bộ cho dù là 60 tuổi rồi anh em nhá đấy thì là cái máy nó dễ dùng lắm nên là khi mà các anh em trải nghiệm vào chỉ có thích luôn thôi nên là à, hiện nay thì anh em cũng đã biết rồi trên những cái dòng xe phun xăng điện tử thì hầu như là xe phun xăng điện tử chạy ngoài đường thì anh em biết được tỷ lệ 80 phần trăm 80 phần trăm những cái dòng xe phun xăng điện tử chạy ngoài đường rồi mà tất nhất là những cái dòng xe đời mới bây giờ là hầu như là báo lỗi nó không còn giống như ngày, ngày trước và nhân nháy lỗi để cho anh em đếm nữa mà nó sẽ sáng luôn như vậy là anh em phải cần có máy hiện đại như thế này để anh em đọc lỗi ra. Và cái máy này nó không đơn giản là máy đọc lỗi nữa rồi. Nó bây giờ là trí tuệ nhân tạo rồi. Anh em nhé. Nó có khả năng là tự động tìm bệnh, gợi ý sửa chữa, tìm bệnh chính xác nhất đến cái vị trí hư hỏng của anh em. Và nó chỉ cho anh em biết được cái vị trí hư hỏng nó nằm ở vị trí nào ở trên xe. Đấy, vì sao mà tôi lại nói là những anh em chưa hiểu biết gì về FI mà anh em vẫn làm được ví dụ như nói một cái con cảm biến nào hư hỏng một cái con cảm biến nào đó máy của mình nó sẽ chỉ đến vị trí là cái con cảm biến nó nằm ở vị trí nào và cái cách đo kiểm nó ra sao rồi nó hỏi anh em như thế nào dây này bao nhiêu bao nhiêu vôn dây này bao nhiêu vôn và dây này cái này bao nhiêu điện trở như thế nào thì nó sẽ trả lời anh em trả lời cho máy và nó sẽ kết luận bệnh cho anh em luôn và nó có những cái chức năng ví dụ như là à, tự động tìm bệnh khi xe không được không thể đủ máy khi xe bị òa ga liên tục và òa ga ngẫu nhiên xe khó khởi động xe chạy không bốc hụt ga hoặc là anh em cần phải kiểm tra hao xăng kiểm tra cơ khí kim phun thì nó tự động nó kiểm tra cho anh em anh em chỉ bấm vào phần tự động là nó sẽ tự động tìm bệnh anh em để đó cho nó tìm anh em đi uống một ly trà chưa tới 2 phút đồng hồ anh em quay lại là nó đã tìm ra bệnh cho anh em rồi đấy thì anh em thấy là cái dòng máy này có nên dùng hay không anh em nhé vâng ạ à, khi nhà mình cũng đang có chương trình khuyến mại đây khi mà nhà anh em mua những cái bộ máy mô tô này thì nhà mình cũng có khuyến mại cho anh em một cái bộ cáp để kiểm tra cảm biến CKB hệ thống đề tử ACG anh em nhé và cái van này cái rắc này để kiểm tra cái van anti tự động trên dòng Honda và Yamaha đấy là cái chương trình khuyến mại của mình thì chương trình khuyến mại của mình chỉ có hết hết lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì cái chương trình khuyến mại này sẽ không còn không còn nữa anh em nhá từ giờ đến uh, uh, mùng 1 tháng 5 thì nhà mình vẫn còn chương trình khuyến mại hết 30 tháng 5 à, rồi hết mùng 1 tháng 5 là không còn chương trình khuyến mại nữa anh em nhé nên là anh em chú ý cần mà cần máy thì anh em phải gọi luôn cho mình để mình cung cấp luôn và anh em lưu ý là khi cung cấp máy thì anh em cứ yên tâm là anh em mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật anh em chọn đời trong suốt cái khoảng thời gian này anh em làm nghề và mình cũng nói từ lúc mình vừa làm video rồi khi mình giúp đỡ anh em anh em có những cái ban bệnh hoặc không hiểu cái gì gọi đến cho mình thế anh, anh em yên tâm là mình không có cáu mình rất sẵn lòng mình rất vui để giúp đỡ đồng nghiệp và đồng thời khi mình giúp đỡ cho anh em thì mình cũng chẳng có thiệt gì cả anh em vui mình cũng vui thôi anh em nhé rồi khi đó thì anh em thấy mình quan tâm anh em rồi giúp đỡ anh em thì lúc đó anh em lại càng quý mình hơn mình lại càng thích anh em nhé rồi video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây anh em cần máy thì cứ gọi số điện thoại cho mình mình sẽ cung cấp và cái công đoạn của mình bây giờ là chuẩn bị kiểm tra sử dụng máy cho chú tiến trước sử dụng trước 15 đến 30 phút đồng hồ máy hoạt động bình thường mình đóng gói mình chuyển đi cho chú tiến ở hà nam còn anh thắng thì anh đến tận nhà rồi anh thắng ở thị xã hoàng mai nghệ an anh đến tận nhà rồi thì mình cũng kiểm tra luôn máy hoạt động bình thường đi để một lát này như đến để hướng dẫn anh sử dụng luôn còn những anh em nào mà muốn đến nhà mình để sử dụng máy và lấy luôn thì mình sẽ gửi định vị vào zalo anh em đi theo zalo anh em đến tận ngõ nhà mình luôn anh em không cần phải hỏi thăm bất kỳ ai còn những anh em ở xa quá ví dụ những anh em trong miền nam hoặc là anh em ở máy vực xa anh em không đến được thì mình sẽ ship hàng đến tận nhà anh em kiểm tra hàng rồi với, với thanh toán toán tiền còn những anh em mà phạm vi tầm 100 trăm km một trăm cây số quanh nhà mình thì mình giao máy tận nhà anh em nhé vâng ạ video hôm nay thì mình xin kết thúc video này đây xin chào và hẹn gặp lại